ngày 22 tháng 11 năm 1969, Phó Thủ tướng Đỗ Mười đã ký quyết định về việc xây dựng mới Xuân Hòa, Vĩnh Phúc. Rồi sau đó thì lên một kế hoạch mở rộng Hà Nội lên Xuân Hòa từ năm 1969 để tránh bom Mỹ. Người ta lo rằng Hà Nội làm thấp hơn lòng sông Hồng, sợ rằng đê sông Hồng trúng bom sẽ gây ngập lụt cả thủ đô Hà Nội. Địa điểm mới có nền đất cao, khí hậu trung du mát, tốt hơn vùng Hà Nội nóng ẩm. Và rồi, việc xây mới Xuân Hòa đã vượt trên mức mở rộng thủ đô. Kiến trúc sư Phạm Sĩ Liêm, nguyên giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cũng cho hay: Xuân Hòa gần núi, tiện cho việc phòng thủ, phòng không. Quan trọng nhất, ở đó cũng khá cao, an toàn hơn. Hà Nội thì vốn chỉ cao hơn 6 mét so với mực nước biển, trong khi nước sông Hồng tới mùa lũ có thể lên tới 13-14 mét. Nguy cơ gây ngập lụt là rất cao. Lúc nào, Hà Nội cũng có thể bị uy hiếp một khi Mỹ ném bom vỡ đê. Nếu sang phía Xuân Hòa thì mối nguy đó sẽ đỡ đi. Thế là một loạt các cơ quan hành chính, sự nghiệp đã dần dần chuyển lên Xuân Hòa. Đại học Kiến trúc là một trong những đơn vị tiên phong. Rồi thì Ban Cơ yếu Trung ương, Trường Công nhân Kỹ thuật Việt Xô, Đại học Sư phạm 2, v.v. Tất cả đều chuyển về Xuân Hòa. Thế nhưng việc thi công rầm rộ chỉ kéo dài có vài năm, sau đó thì lắng dần, rồi đi tới việc ngừng dự án này. Đã có nhiều sự tranh luận và phản đối, để rồi dự án chính thức bị đình chỉ vào năm 1980. Phần đông thì cho rằng đó chưa phải là một chủ trương hoàn chỉnh, mới chỉ là ý định của một số ít người, chưa có sự nghiên cứu kỹ càng và tất nhiên là không được đưa ra quốc hội và cũng chịu sự ảnh hưởng của tư duy thời chiến vốn đã lỗi thời. Đây không phải lần đầu tiên chính quyền trung ương của người Việt muốn rời thành Thăng Long Hà Nội đi. Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, không ít lần thủ đô của Việt Nam được chính thức di dời đi nơi khác. Ngay trong thế kỷ 20, ba thành phố là Hà Nội, Huế và Sài Gòn đều từng được chọn làm thủ đô. Ở đó thì Huế vừa là kinh đô của Triều Nguyễn, lại vừa là thủ đô của chính phủ Trần Trọng Kim. Sài Gòn thì là thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, còn Hà Nội lại là thủ đô của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cũng như Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sau này. Đó còn là chưa kể từ khi mà chính phủ Việt Minh rút lên Việt Bắc vào năm 1946 để phục vụ kháng chiến chống Pháp, thì Tuyên Quang được chọn làm trung tâm chỉ huy chiến tranh. Từ đó thì nơi này cũng được coi là thủ đô kháng chiến. Từ đây, có nhiều người đặt ra giả thuyết rằng hiện nay Hà Nội có phải là nơi phù hợp nhất để làm thủ đô của Việt Nam hay không? Có nơi nào trên đất nước này phù hợp hơn để làm trung tâm của cả nước hơn Hà Nội không? Chào mừng đến với Battle Cry, người kể sử. Ngoài Hà Nội và Xuân Hòa, Việt Nam còn lựa chọn nào khác ở miền Bắc không? Trong quá khứ, không ít lần, kinh đô của các vương triều Việt Nam được đặt ở ngoài Hà Nội. Khởi nguồn các triều đại của Việt Nam bắt đầu từ thời Hùng Vương với kinh đô Phong Châu, ngày nay thuộc Phú Thọ. Đến thời Đinh, Tiền Lê, trung tâm chính trị của nước ta được rời về Hoa Lư, Ninh Bình. Phong Châu và Hoa Lư cũng được vinh danh là những cố đô của Việt Nam, cách gọi để tôn vinh những nơi từng là thủ đô chính thống trong lịch sử Việt Nam. Thực tế, hai cố đô trên được các vương triều lựa chọn làm trung tâm chính trị của cả nước đều nhằm mục đích chủ yếu là phòng thủ trước các thế lực xâm lược phương Bắc. Phú Thọ và Ninh Bình đều là những vùng có địa hình rừng núi hiểm trở. Giặc ngoại xâm nếu muốn chiếm lấy kinh đô thì cũng phải cực kỳ vất vả trong việc đối phó với cách đánh du kích dựa vào địa hình vô cùng khó chịu của người Việt. Ngoài ra, nói về văn hóa, hai vùng cố đô trên cũng sở hữu một trong các danh hiệu UNESCO. Phong Châu được coi là đất tổ của người Việt, có tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, là di sản văn hóa phi vật thể. Còn cố đô Hoa Lư hiện được công nhận là di sản của thế giới. Nói vậy để thấy rằng, trong lĩnh vực quân sự và văn hóa thì cho tới nay, hai vùng cố đô trên vẫn còn phù hợp để lựa chọn làm thủ đô của Việt Nam. Tuy nhiên, vị trí địa lý cũng là một điểm yếu cố hữu, ngăn cản những vùng này trở thành thủ đô của Việt Nam hiện tại. Nếu ngày nay trung tâm cả nước vẫn còn đặt tại Phú Thọ hay Ninh Bình thì sẽ vô cùng khó khăn để phát triển kinh tế. Cả hai vùng đất này tuy địa hình phù hợp để chống giặc ngoại xâm, nhưng trong thời đại phát triển kinh tế như vũ bão ngày nay
địa hình đồi núi lại hạn chế việc giao thương, buôn bán giữa các vùng miền với nhau, gây khó khăn cho nhân dân trong việc di chuyển về thủ đô, cũng như việc định cư, xây dựng các cơ sở hạ tầng quan trọng với quy mô lớn. Ngay trong chiếu giờ đô của Lý Công Uẩn cũng đã phần nào khẳng định rằng Hoa Lư không phù hợp để làm đầu tàu phát triển cả nước. Những điều kiện địa lý kể trên thường thuận lợi hơn ở các vùng đồng bằng, nơi có địa hình bằng phẳng với diện tích lớn, thuận lợi cho giao thông và quy hoạch. Những điều có sẵn ở vùng đồng bằng Bắc Bộ với trung tâm là thành phố Hà Nội. Không thể tìm thấy sự khả thi ở những vùng đất cổ kính, chúng ta có thể quay sang các thành phố hiện đại. Ở đây, chúng ta có Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh là những tỉnh thành mạnh nhất miền Bắc xét về tiêu chí kinh tế. Về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022, 3 tỉnh thành trên đứng top 10 tỉnh thành có chỉ số cao nhất. Đây là năm thứ tư liên tiếp mà cả 3 tỉnh thành này đều góp mặt trong top 10. Tuy Bắc Giang đứng thứ 2 trong năm 2022, nhưng những năm trước vị trí của Bắc Giang là không cao, nên tỉnh này chúng ta sẽ không bàn ở đây. Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh cùng nằm trong top 5 tỉnh có tổng sản phẩm bình quân đầu người GRDP cao nhất cả nước, tiếp nối thành công của năm 2021. Và điều đặc biệt đó là cả Bắc Ninh và Hải Phòng đều nằm ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, có được tất cả các yếu tố địa lý thuận lợi mà Phú Thọ và Ninh Bình không có. Còn Quảng Ninh tuy vẫn có vùng đồi núi, nhưng tỉnh này thì lại có cảng biển và cảng hàng không quốc tế, vô cùng thuận lợi cho việc giao thương với thế giới. Đó là còn chưa kể đến việc Bắc Ninh là cái nôi của văn hóa kinh Bắc, một trong những cái nôi của văn minh lúa nước, nơi hình thành nền văn minh của người Việt. Còn Hải Phòng và Quảng Ninh hiện nay đang có ngành du lịch vô cùng phát triển, hứa hẹn sẽ lôi kéo được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước tụ họp, góp phần quảng bá cả danh lam thắng cảnh, lẫn văn hóa, con người Việt Nam ra thế giới. Đây chính là những minh chứng cho thấy rằng 3 tỉnh thành này có khả năng cao thay thế Hà Nội làm trung tâm kinh tế văn hóa của cả nước. Tuy nhiên, hiện thực thì lại làm cho chúng ta phải nghĩ lại. Quy mô diện tích của Bắc Ninh là quá nhỏ để trở thành nơi tập trung cho bộ máy lãnh đạo đất nước, cũng như tập trung các trường học, doanh nghiệp và cơ quan trọng yếu. Từ đó thì khá là khó để trở thành trung tâm chính trị của cả nước. Còn về Quảng Ninh và Hải Phòng, hai tỉnh này nằm gọn trong vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra thì Quảng Ninh có đường biên giới với Trung Quốc, không có địa phương nào che chắn được cho Quảng Ninh. Trong chiến tranh hiện đại ngày nay, chỉ cần quân xâm lược có thể phong tỏa được vịnh Bắc Bộ như những gì mà người Mỹ đã làm trong chiến tranh Việt Nam, thì rất có thể thủ đô Việt Nam sẽ bị tê liệt. Còn hàng loạt các cơ quan trọng yếu, bộ não của đất nước sẽ bị hủy diệt trong gang tấc. Đây là sự thua thiệt so với Hà Nội, nơi cách mọi biên giới và đường biển ít nhất là 120 km. Chưa kể, còn được nhiều tỉnh thành che chắn tứ phía. Hơn nữa, Hải Phòng và Quảng Ninh không có nền văn hóa lâu đời như văn hóa kinh Bắc của Bắc Ninh hay nền văn hóa Đông Đô, Thăng Long ngàn năm văn hiến. Cho nên, hai tỉnh thành này cũng khó mà trở thành một trung tâm văn hóa của cả nước. Nếu để ba con rồng kinh tế của miền Bắc này làm thủ đô, Việt Nam có thể sẽ phát triển kinh tế tột bậc. Tuy nhiên, ta sẽ phải đánh đổi quá nhiều thứ, từ sự phân tán các cơ quan trọng yếu, thiếu một trung tâm của văn hóa quốc gia, cho tới việc lung lay đầu não về quân sự an ninh. Miền Trung liệu có khả thi? Việt Nam có 4 vùng đất được tôn vinh là cố đô, thì có 2 vùng đã nằm ở miền Bắc. Còn lại 2 vùng là thành Tây Đô thuộc Thanh Hóa và cố đô Huế đều nằm ở miền Trung. Năm 1400, thành Tây Đô đã trở thành đất kinh kỳ của nhà Hồ. Còn cố đô Huế là thủ phủ của Đảng Trong từ năm 1687. Sau đó, chính thức được lựa chọn làm kinh đô của triều Tây Sơn và triều Nguyễn. Rồi tiếp tục lại là thủ đô của chính phủ Trần Trọng Kim như đã nói phần đầu. Vậy nếu một trong hai cố đô này tiếp tục được Đại hội Đảng năm 1976 tín nhiệm để chọn làm thủ đô của nước ta, thì liệu điều gì sẽ xảy ra? Thành Nhà Hồ là nơi cách biên giới Việt Trung khá xa, với khoảng cách đến cửa khẩu gần nhất là cửa khẩu Tân Thanh khoảng 300 km. Đó là còn chưa kể tới việc nếu muốn tiến đánh Thanh Hóa bằng đường bộ, quân xâm lược phương Bắc sẽ phải đi qua toàn bộ miền Bắc với nhiều tuyến phòng thủ cực kỳ kiên cố, cũng như phải đối mặt với lực lượng quân dân và quân đội dày đặc thiện chiến và vô cùng có ý thức bảo vệ đất nước. Kinh thành Huế xưa thì lại càng khó tiến đánh hơn, do Huế được che chắn bởi hai đầu của đất nước,
lại không nằm trong vịnh Bắc Bộ. Thành phố này còn vừa là trạm trung chuyển của cả nước, lại là nơi giao thoa giữa nhiều quốc gia Đông Nam Á. Huế nằm trên trục giao thông quan trọng xuyên Bắc Nam, trục hành lang Đông Tây nối Thái Lan, Lào, Việt Nam theo đường số 9. Thừa Thiên Huế cũng ở vào vị trí trung độ của cả nước, nằm giữa thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hai trung tâm lớn của hai vùng kinh tế phát triển nhất cả nước, mang tới cho Huế một tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí viết về kinh thành Huế như sau. Kinh sư là nơi miền núi, miền biển đều họp về, đứng giữa miền Nam và miền Bắc, đất đai cao giáo, non sông phẳng lặng, sông lớn răng phía trước, núi cao giữ phía sau, rồng cuộn, hổ ngồi. Hình thế vững chãi ấy là do trời sắp đặt, thật là thượng đô của nhà vua. Có thể thấy rằng, nếu để giữ lại một trong những cố đô để chọn làm thủ đô của Việt Nam ngày nay, thì Huế là vùng đất xứng đáng nhất. Ở đây ta có thể loại ngay Thanh Hóa bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất, đây là nơi có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Năm 2021, tỉnh này chỉ có mức thu nhập bình quân đầu người xếp thứ 30 trên 63 tỉnh thành cả nước. Hơn nữa, tính đến thời điểm hiện tại, Thanh Hóa còn đến 7 trên 11 huyện miền núi nghèo nằm trong chương trình 30A của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo của các huyện này vẫn còn rất cao. Thứ hai, Thanh Hóa cũng có đặc điểm địa lý gần giống với Quảng Ninh, khi mà tỉnh này vừa nằm trong vịnh Bắc Bộ lại có đường biên giới rất dài với Lào. Rõ ràng, Thanh Hóa vừa có vị trí địa lý không ổn chút nào để phòng thủ trong thời đại này, lại không có đủ khả năng để dẫn dắt nền kinh tế cả nước. Kinh thành Huế tuy có tiềm lực mạnh như vậy nhưng cũng đã trở thành cố đô của Việt Nam. Điều này ắt hẳn là phải có lý do nào đó thuyết phục thì mới khiến các nhà lãnh đạo hiện tại không lựa chọn Huế. Và quả thật, vùng đất bên bờ sông Hương có những điểm yếu chí mạng. Nơi đây có ranh giới tự nhiên chật hẹp và bị cô lập. Điều này đã gây trở ngại cho việc huy động nguồn lực lớn để phản ứng mạnh với thảm họa hay tình thế cấp bách. Huế không có không gian cho một sân khấu chính trị, quân sự hay các phương án tiến thoái cần thiết nếu như cửa Thuận An bị cô lập, như đã từng xảy ra vào năm 1883. Đất cố đô cũng không phải là một nơi có thể phòng thủ tốt. Điều này được minh chứng rõ ràng vào các năm 1883, 1885 và 1968, và nhất là vào tháng 3 năm 1975, khi quân Việt Nam Cộng Hòa bị tấn công từ phía Tây Nam. Con đường Huế, Đà Nẵng bị cắt đứt, Huế bị cô lập và cửa Thuận An, Tư Hiền đã trở thành đường thoát duy nhất của họ. Thêm nữa, Huế và vùng lân cận không thể tự sản xuất đủ lương thực. Từ các thời Chúa Nguyễn, Huế đã lệ thuộc vào nguồn lương thực, thuế khóa từ các nơi khác. Ngoài ra, Huế cùng với Thanh Hóa, hàng năm thì luôn phải hứng chịu hàng loạt các trận bão lớn mà không có bất kỳ một sự che chắn nào. Đây tiếp tục là một trở ngại cực kỳ lớn cho các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa. Giả dụ như đất Huế vẫn còn là thủ đô của Việt Nam, nơi đây không phải là không có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế và văn hóa, bởi vị trí đắc địa, dễ giao thương buôn bán, cũng như là nơi bao nhiêu tinh hoa của cả nước được chất lọc hội tụ về, hun đúc lên một nền văn hóa đặc sắc cùng với hàng loạt các di sản văn hóa như quần thể di tích cố đô, nhã nhạc cung đình, mộc bản Triều Nguyễn. Mặc dù vậy, nơi đây không phù hợp để tổ chức chính trị do đặc điểm địa lý và khí hậu không hề ưu ái cho Huế một chút nào. Ở miền Trung, chỉ có duy nhất một thành phố lớn, đó là thành phố Đà Nẵng. Đây chính là nơi từng được mệnh danh là một trong 10 thành phố đáng sống nhất ở thế giới năm 2018 bởi tạp chí du lịch danh tiếng Live and Invest Overseas. Tuy nhiên, nếu chọn Đà Nẵng, ngoài việc kinh tế và xã hội phát triển, thì thủ đô Việt Nam cũng phải đối mặt với vấn đề tương tự. Khi Đà Nẵng thì có diện tích khá nhỏ, lại còn nằm cạnh Thừa Thiên Huế. Do đó, điểm yếu của Đà Nẵng cũng gần như tương tự với Huế. Thậm chí, diện tích của Đà Nẵng còn nhỏ hơn cả Huế, càng khó khăn hơn cho việc lựa chọn địa chỉ này làm trung tâm của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh có thể là kinh đô đầu tiên được đặt ở miền Nam Việt Nam. Có nhiều người Việt Nam tin vào vị thế đặc biệt rồng bay của Thăng Long, thủ đô của các triều đại rực rỡ Lý Trần. Nhưng với dòng người Nam Tiến, kể từ ngày Chúa Nguyễn mở rộng bờ cõi xuống cực Nam, Sài Gòn Gia Định đã vươn lên để trở thành một trung tâm chính trị, kinh tế lớn. Có lẽ không cần nói thì ai cũng biết, thành phố Hồ Chí Minh là thành phố duy nhất có thể cạnh tranh với thủ đô Hà Nội. Và chính Sài Gòn
cũng từng là thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa. Điểm mạnh nhất của thành phố Hồ Chí Minh chính là kinh tế. Thậm chí kinh tế nơi đây còn mạnh hơn Hà Nội, một sự thật không thể bàn cãi. Thành phố Hồ Chí Minh có cảng biển nên không cần đi xa để ra biển. Trong khi đó Hà Nội phải đi tuốt toa Hải Phòng để đưa hàng ra ngoài khơi. Mặc dù Hà Nội có sông Hồng, nhưng lẽ dĩ nhiên là không thể so sánh với lượng hàng hóa của cảng biển. Cùng nằm ở ngay gần hai vựa lúa gạo. Tuy nhiên, xét về diện tích và sản lượng thì đồng bằng sông Hồng vẫn còn thua kém xa so với đồng bằng sông Cửu Long. Khi mà đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lúa gạo lớn nhất cả nước, chiếm 51,1% diện tích trồng lúa và 51,4% sản lượng lúa cả nước. Trong khi đó, đồng bằng sông Hồng chỉ rộng khoảng 21.000 km2, nhỏ gần gấp đôi so với con số khoảng 40.000 km2 của đồng bằng phía Nam. Dân số của thành phố Hồ Chí Minh cũng đông nhất cả nước với hơn 9 triệu người tính đến tháng 4 năm 2023, tạo ra một nguồn lao động rất dồi dào để phát triển thành phố. Lũy kế tới nay, tính từ mốc mùng 1 tháng 1 năm 1988 đến 20 tháng 2 năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về số dự án lẫn tổng số vốn FDI. Trong đó thì có 11.455 dự án FDI còn hiệu lực, chiếm 31,29% tổng số dự án của cả nước. Trong 11 tháng của năm 2022 thì quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố Hồ Chí Minh đạt 101,58 tỷ đô, đứng đầu cả nước. Những con số khổng lồ này đã đưa thành phố Hồ Chí Minh vượt mặt Hà Nội về kinh tế. Còn để nói về văn hóa thì mỗi nơi lại có một nét văn hóa đặc sắc riêng. Nếu Hà Nội nổi bật với nét cổ kính thì thành phố Hồ Chí Minh lại đặc biệt với sự năng động trẻ trung. Người Hà Nội có trà đá vỉa hè thì người Sài Gòn có cà phê bệt. Người Hà Nội thanh lịch nhẹ nhàng thì người Sài Gòn lịch lãm phóng khoáng. Điều này đã lôi kéo không ít người trẻ Bắc đến định cư ở Sài Gòn. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, với bề dày văn hóa cả ngàn năm, Thăng Long Hà Nội vẫn xứng đáng là thủ đô văn hóa, lịch sử của người Việt hơn là Sài Gòn Gia Định mới được vài trăm năm. Hơn nữa về địa lý, Sài Gòn dính điểm yếu chí mạng là một hướng giáp biển, một hướng giáp Campuchia. Nếu để nơi này phải kiêm trọng trách cả thủ đô lẫn đầu tàu kinh tế nữa thì có thể là một nước đi không chính xác. Nếu xảy ra chiến sự, Việt Nam sẽ dễ dàng bị triệt phá cả về kinh tế lẫn đầu não chính trị từ tàu chiến ở hướng đông và tăng thiết giáp từ hướng tây. Sài Gòn về vị trí địa lý là một khu vực mũi của lục địa được bồi đắp có lịch sử không quá lâu, dễ bị nước biển xâm lấn khiến thành phố bị ngập lụt nhiều lần trong năm, chứ không chỉ có 1-2 lần như Hà Nội. Điều này cản trở cho các hoạt động chính trị thường diễn ra quanh năm như Hà Nội. Hà Nội thì lại có ưu thế an toàn, nền đất vững chắc, giao thông đa chiều từ trung tâm đi các tỉnh, có thể mở rộng các thành phố về tất cả các hướng, chứ không bị chặn bởi Biển Đông như Sài Gòn. Do đó, quỹ đất của Hà Nội sẽ lớn hơn thành phố Hồ Chí Minh, nên tiềm năng mở rộng kinh tế và quy mô đô thị của Hà Nội sẽ tốt hơn thành phố Hồ Chí Minh. Còn các thành phố khác ở miền Nam thì sao? Cơ cấu hoặc quy mô kinh tế của các tỉnh này vẫn chưa phù hợp để dẫn dắt nền kinh tế cả nước. Địa hình vùng Đông Nam Bộ bị chia cắt mạnh bởi hệ thống sông. Mặc dù địa hình thì khá bằng phẳng, nhưng lại hay bị chia cắt, cũng là một yếu tố gây khó khăn cho quy hoạch phát triển. Chưa kể đến việc địa hình thấp nên ở đây dễ bị mất đất do nước biển dâng cao, thu hẹp diện tích địa bàn. Còn vùng Tây Nam Bộ, ngoài thành phố Cần Thơ thì các tỉnh còn lại khá nghèo. Mặc dù là vựa lúa chính của cả nước, nhưng ở đây thì có tỷ lệ lao động đã qua đào tạo thấp nhất trong 6 vùng kinh tế xã hội của cả nước, chỉ chiếm 14,1% so với bình quân cả nước là 26,1%, trong khi tỷ lệ lao động thất nghiệp chiếm 4,05% và thiếu việc làm là 4,33%, cao hơn bình quân chung cả nước là 3,2% và 3,1%. Đó là còn chưa kể tới việc với hệ thống kênh rạch chằng chịt, chia cắt địa hình và nền địa chất yếu, toàn bộ miền Tây rất khó để xây được đường cao tốc cũng như các công trình lớn nhằm phát triển kinh tế. Nói tóm lại, cho dù Hà Nội không phải địa phương mạnh nhất về kinh tế, văn hóa hay cơ sở hạ tầng, nhưng đây hiện nay thì vẫn là nơi phù hợp nhất để làm thủ đô của Việt Nam. Có lẽ nếu không có những biến chuyển lớn về tình hình địa chính trị, thì sẽ phải rất lâu nữa mới có một thành phố khác của Việt Nam đủ sức thay thế Hà Nội làm trung tâm của cả nước.